Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình lại tiếp tục chơi zombie bom nha mọi người nha. Hôm nay mình sẽ thử vượt là ai đó là cứu vớt toàn cầu độ khó một nha mọi người nha. Ai này thì cần phải có thẻ mới vào được mọi người ạ. Tầm này thì mình cũng mời thêm một đồng đội cũng xịn sò lắm mọi người ạ. Đồng đội này có tận hai người đồng đội nữa. Đây là map tí lạnh sông sông băng nha mọi người nha. Mọi người nhìn thấy dòng sông băng chưa? Đó. Mọi người những con zombie này. Nhìn giáp giết đầy đủ chưa? Ui giời ơi, đồng đội súng xịn xoa thật, bắn toàn vài ca máu một, mình bắn với vài chục máu một mọi người ạ. Nhìn cái đồng đội mình trang phục với súng nhìn là chất lượng mọi người ạ. Chơi cái map này thì mình cần một thẻ nhé, và mọi người nhớ là mời thêm đồng đội vào nhé, mời thêm một người đồng đội nữa vào để mới có thể vượt qua hải được nhé, chứ cùi cùi như mình này thì không qua được nổi ai đâu. Toàn đồng đội đánh công đường hết mọi người ạ. Mà đây chỉ chủ yếu là để đồng đội đánh thôi, mình chỉ ké đó, ké tí đồng đội thôi. Rồi học xe bọc thép nha mọi người nha, mình không được 3 chiêu rồi, có một chiêu nữa thôi. Anh em này đọc laser đây rồi, laser luôn đây rồi đó. Bốt luôn mọi người ạ. Ở những cái này thì đồ khó nó bốt nó gọi là châu bò và lì lợm hơn ở những giải tinh anh mấy giải thường rất nhiều mọi người ạ. Và mọi người thấy chưa, ôi trời ơi, những con bốt này đồ con chưa như là tập pin kìa, còn bỏ khó những con bốt phát ra lửa chết người nó kìa đó. Thì kìa ông bốt kia ngồi vác một cái cây cháy như là cây đuốc cháy sáng rực người kìa. Nhưng mà không sao nhé, mình là bắt đồng đội gánh rồi nhé, đồng đội xịn xó lắm mọi người ạ. Học laser nhé, đồng đội chất lượng luôn. Đây là đồng đội đánh mình chứ mình không đánh đồng đội mọi người ạ. Kiểu như là có mặt bạn hay không thì cũng không quan trọng. Đó mọi người nhìn thấy những con bốt mang cả khiên cả gậy áo giáp áo giáp này, bởi để cho một mình bắn thì không phải bắn một con này cơ, mà chắc đến sáng mai mới đó nó mới chết mất mọi người ạ. Đạt của mình yếu lắm. Ôi rồi đồng đội còn cả lép cả lựu đạn này nữa thì còn zombie nào chịu được. Trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, nào nào, ôi trời ơi, ôi trời ơi, mình được cái nào này giờ level 5 rồi mọi người, đen xịt nó cũng hơi thấm thấm một tí. Ai này giờ level 5 hết rồi mọi người. Wow, ôi trời ơi, ôi trời ơi, nhìn đạn của đồng đội bị nhảy bắn liên tục luôn, sợ thật, quá đẹp. Ui trời ơi, là bao nhiêu đạn đây? Trời ơi, cái này cái zombie không mà chịu sao được. Zombie này chịu làm sao được. Ui trời ơi, nào. Rồi tiếp tục lại bố tiếp à, lại đã vẫn còn vác cái cây nữa à. Nên đây nhé, đồng đội anh gánh hết nhé, không phải sợ nhé. Bao nhiêu bốt ú lên đây hết nha. Học tiếp xe bọc thép mọi người nha. Úi trời ơi, đạn của đồng đội mình bắn trúng để bật vé ra nữa mọi người ạ. Nhìn rất chi là đẹp, đạn màu hồng hồng. Level 15 rồi, level 20 là hết mọi người nhé. Úi trời ơi. Học laser chỉ dẫn đi mọi người nha, cho nó thấm. Ôi giời, con bốt nè, tan cảnh luôn. Rồi. Tất cả lên hết đây. Ui trời ơi, ăn nhiều đạn nha. Bố zombie này Dòng sông băng à, ý lạnh sông băng à, đi trên băng à. Ui trời ơi. Wow. Ui trời ơi, rồi chúng ta level 17 rồi, chuẩn bị qua level 18 rồi, sắp sửa qua ai đó mọi người ạ. Trận này thì win chắc rồi mọi người ạ, có đồng bộ chất lượng như này win thì cũng mở phí quá mọi người. Win cũng phải win thôi, trận này không thể thua được. Lại còn một hàng bom năm có quang kia mình chưa dùng tới mọi người ạ, sao mà thua được. Ui dồi ôi, zombie đông thật mọi người ạ, nhìn nè.
Trời ơi, cái đồng bộ ném bom vào đây thấy phải làm tàn tái thế này. Đó, úi xời, bùm 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 bùm. Wow. Thế này mà mình không có đồng bộ thì mình bắn làm sao được không thầy? Súng của mình bắn vào zombie này đúng kiểu là mua lốt inox mà vậy. Một chiếc inox luôn. Nóc xoáy này của đồng bộ mình nhé. Nóc xoáy này thì zombie nó phải đến tầm dưới giữa thì nóc xoáy nó mới sản xuất được nhé. Chứ bình thường ở trên đảo kia thì nóc xoáy nó không ra đâu. Zombie không cả kịp lên đến giữa. Wow ôi, nhìn mọi người như con bốt này, con bốt gì đây? Trời ơi, ui dồi ôi, sao chỉ con ốp này, con ếch ộp thế này? Ếch ộp gì, ếch ộp kỳ dị này. Ui dồi ôi, trời ơi, xấu vừa ghê nữa. Wow, đúng con ếch người ạ. Con ếch thì xào lá lốt thuần vậy. Rồi, ok nhé mọi người nha. Mình đã cùng đồng đội đã vượt qua nha, vượt qua hoàn mỹ luôn mọi người ạ. Bye bye, xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.